Cặp đấu đầu tiên sẽ diễn ra giữa Chu Tuấn Hải và Nguyễn Minh Hưng. Và với kết quả bốc thăm tiên hậu thì kỳ thủ Nguyễn Minh Hưng sẽ là kỳ thủ đi tiên ở ván cờ nhanh. Xin mời các kỳ thủ chuẩn bị để bước vào thi đấu ván cờ nhanh. Nếu ván cờ nhanh mà kết thúc với kết quả hòa thì sẽ đổi bầu quân để tiếp tục đánh ván cờ chớp sinh tử 6 phút 3 phút tích lũy 3 giây. Xin mời trận đấu bắt đầu. Như vậy cả hai kỳ thủ cùng tiếp tục là từ câu lạc bộ Sunshine. Vâng. Có lẽ là một cái duyên khi mà ngày hôm nay có đến 3 thành viên của câu lạc bộ Sunshine ở hai bảng đấu và cả 3 sẽ đều lọt vào vòng 1/8. Vâng, rõ ràng là ở cái vòng này thì hai anh không muốn gặp nhau đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Tuy nhiên thì Nguyễn Minh Hưng đã để thua ở trong ván đấu với kỳ thủ Lê Hải Ninh. Đấy cũng là một cặp đấu nội bộ Sunshine thôi. Vâng. Vâng, cho nên là đằng nào thì chúng ta cũng sẽ có một trận đấu nội bộ Sunshine ở vòng đấu 1/8. Tuy rằng hai người là đồng đội ở câu lạc bộ đây, tuy nhiên đây là một trận đấu mà sẽ phải lựa chọn ra một người để đi tiếp. Rất là đáng tiếc khi mà hai vận động viên đều từng được gọi vào đội tuyển quốc gia thì sẽ phải đối đầu nhau khá là sớm, phải không Phi Liêm? Dạ vâng ạ, sẽ phải loại nhau trong vòng này. Vâng, và như các bạn thấy thì Minh Hưng chuyên, nếu mà đi trước thì chuyên là đi tốt với đi tượng rồi. Vâng. Và những cái thế cờ mà em thấy là ổn định chắc chắn đúng không anh? Vâng, đúng rồi. Vâng, và dần dần đưa nhau về những phút giây phút cuối cùng ở cờ tàn đó. Và ưu từng tí một. Tuy nhiên thì như cái ván cờ vừa rồi thì cũng là một điều đáng tiếc xảy ra cho Minh Hưng khi mà một phút lơ là cảnh giác, mất cảnh giác thì đã để thua anh Ninh rồi. Anh Ninh cờ thế nên là anh ấy có thể tính toán là những cái ván cờ phức tạp ấy. Vâng. Đấy có thể là một cái thế mạnh của anh ấy. Đây sẽ là một cái kinh nghiệm đúng không ạ? Vâng, kinh nghiệm để cho anh Hưng rút đúng không? Rút kinh nghiệm đi là không thể nào mà có thể lơ là mất cảnh giác dù chỉ là trong một giây. Vâng, như vậy là pháo 2 bình 4. Vâng. Minh Hưng đang bình tĩnh xuất quân. Vâng. Hai bên đều đang ra quân một cách rất là chậm rãi. Bên mới có quân đỏ, bên đỏ là có quân pháo xâm nhập vào phòng tuyến của bên đen thôi. Với nước pháo 2 bình 4 này là chuẩn bị xuất xe 1 bình 2 đây, ra trực xe. Vâng, xin chào Vũ Báo nhé, chị Liêm là vợ anh Quân à? Vâng. Thì sao Vũ Báo cũng ít đúng không? Cũng ít xem cờ nhưng mà cũng cảm ơn bạn. Đấy, bây giờ thì cũng đã biết rồi. Vâng, hôm nay ban nãy thì cũng có một số thành viên của câu lạc bộ cờ tướng thành phố Lạng Sơn là xuất hiện tại khu vực studio. Và đấy là như thông tin của chúng tôi đã cung cấp với các bạn là sắp tới thì câu lạc bộ thành phố Lạng Sơn sẽ tổ chức một cái trận đấu đồng loạt giữa đặc cấp đại sư Nguyễn Thành Bảo vào ngày 16 tháng riêng âm lịch năm mới các bạn ạ. Vâng. Em xin chào anh Lê Hữu Liêm ạ. Vâng, chào mừng anh đã tới với kênh sóng của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Cháu xin chào chú Phan Quốc Bảo ạ. Chào mừng chú quay trở lại ạ. Vâng, xin chào anh Phan Quốc Bảo. Và xin chào bạn Tuấn Nguyễn. Chào anh Lê Hữu Liêm ạ. Nguyễn Phi Liêm là quốc tế đại sư, anh lại phong luôn là đặc cấp nữa thì tốt quá. Có lẽ là cũng được anh Liêm ưu ái anh ạ. Vâng. Vì anh Liêm thì cũng là một nhà tài trợ, một mạnh thường quân của rất nhiều kênh sóng như là câu lạc bộ cờ Phương Liệt và kênh của anh Trung, kênh Thăng Long Kỳ Đạo. Vâng, như vậy là đổi xe thôi. Và bây giờ bên đỏ tiếp tục xe 9 tiến 1. Và chúng ta thấy xe 9 tiến 1 là để chuẩn bị bình 2 đấy. Sẽ đã phát triển mã ngay thì bây giờ bình 2 hay bình 6 đây. Có hai hướng để con xe này di chuyển. Có lẽ là theo Liêm là sẽ bình vào đâu? Em thì em thích bình 6, tại vì bình em 6. Ngại lắm, em ngại con xe 1 sẽ bình 4. Bình 4. Sau này cứ nước thúc bắt 7 pháo rồi bắt mã rồi các thứ đúng không? Vâng ạ. Vâng, như vậy bình 6 rồi. Bình 2 là với điều kiện con mã này chưa lên thì sẽ tranh tiên, nhưng mà nếu như mã lên rồi thì bình 6 là để đón trước cái khả năng đối phương chơi xe 1 bình 4.
Dạ vâng, bạn Minh Hưng là kiện tướng quốc gia đây anh Tuấn Nguyễn. Đây, cả hai đều là các kiện tướng quốc gia. Dạ. Nguyễn Minh Hưng và Chu Tuấn Hải là đều thậm chí là đều được từng được gọi vào đội tuyển quốc gia các bạn, đội tuyển cờ tướng Việt Nam đấy. Và năm ngoái thì Chu Tuấn Hải chính xác là năm 2022 là còn từng giành huy chương vàng SEA Games cơ. Trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Vâng, và năm 2023 thì Hải cũng ở trong đội tuyển quốc gia. Vâng. Thì anh có tham gia cái giải vô địch châu Á đây. Vâng. Vâng. Tham dự giải châu Á. Vâng. Và cũng vừa kết thúc với em vào năm vào tháng 12 vừa rồi, vừa Vâng. kết thúc đợt tập huấn. À, tôi có xem qua cái hoạt động của đội tuyển và trong năm 2024 thì sẽ có một cái đợt tập huấn tại Trung Quốc ạ. Chưa biết thời điểm cụ thể và địa điểm cụ thể như thế nào. Vâng, đến sau nước xe 9.6 của Minh Hưng thì Tuấn Hải đang tỏ ra rất là thận trọng. Và Vâng. theo như Phi Liêm được biết thì mặc dù Chu Tuấn Hải thì cái khai cuộc ấy anh, Vâng. khai cuộc của bạn ấy rất là thông thuộc, nhưng mà cứ đến khai cuộc là hầu như bạn ấy đầu tư rất nhiều thời gian. Vâng. Vâng, trong cái giai đoạn khai cuộc. Mặc dù là bạn ấy Tính thua cơ, kỹ, vâng, tính sâu. có khi là tính đi tính lại. Vâng. Vâng. Bây giờ di chuyển xe như thế nào cũng là một vấn đề đấy, bởi vì nó sẽ quyết định cả hướng phát triển của ván cờ. Bây giờ đi xe 1 bình 3 được không anh? Rồi xe 1 bình 3 để thông tốt 3 cũng là một hướng đánh. Tuy Vâng. nhiên là từng nhất Tuấn Hải đang tính đến cái khả năng đối phương sẽ chơi tấn xe 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 6 tiến 6 để đuổi pháo trước, quấy rối. Rồi sau đó thì bên đỏ sẽ có thể phát triển là mã 4 tiến 3. Nói chung đây là một cái hình cờ mà nước đi tiếp theo này là rất quan trọng đây. Rồi. Độ mà một vài nước tiếp theo là nước để mà định hình cả một hướng phát triển của ván cờ đấy. Với các kỳ thủ thì việc chọn đi như thế nào, chiến đấy là nó mang tính chiến lược cho cả ván cờ. Cho nên là những cái giai đoạn như này là thường họ đầu tư nhiều thời gian. Và khi mà đã định hình rồi vào hình thế rồi, cụ thể rồi thì có khi họ lại xử lý rất là nhanh. Cả hai đều là các kỳ thủ chuyên nghiệp. Chúng ta đang theo dõi đây hình ảnh của hai kỳ thủ và cả hai là đều mặc những chiếc áo mang màu đỏ đen của quân Đúng cờ đúng đúng luôn hả đấy. Không, tuy nhiên Tuấn Hải thì lại mặc mặc màu đỏ đấy, trong khi lại đi quân đen. Minh Hưng thì màu đen trong khi đi quân đỏ. À, chính ra đổi áo cho nhau nữa thì đẹp. Đúng nhưng mà em nghe ngại là Hải cho chắc đã mặc vừa áo của Hưng. không? Anh Hưng thì Chính to xác hơn đúng là chính xác là Hưng không mặc vừa đúng không? Hải không? có rộng một chút cũng không sao. Ôi vâng, chúng ta lại đang có một bài thơ của chú Văn Quốc Bảo đây Rồi, rồi. lại thơ hả anh? Vâng. Liêm có thể đọc cho mọi người được nghe không? Dạ đây. Lưỡng mã song phi, binh thám thủy, hoành xa đại sát, pháo cuồng phong, triển khai thế trận bố phòng, hậu phi tượng ngũ, liên thông chiến trường. Hay Vâng. quá. Vâng. Đúng như là cái hình thế cờ đúng không? Ý là Vâng. chú Bảo đang làm theo cái hình thế cờ đây. Vâng, như vậy là Lưỡng một mã bài song phi. thơ song thất lục bát các bạn ạ. Tức là hai câu 7 và đến một câu 6 và một câu 8, song thất lục bát. Anh bảo rõ ràng là một người cực kỳ mê thơ đấy, không chỉ mê cờ mà mê cả thơ. Không, chú bảo là cầm kỳ Vâng, thi cũng họa cầm luôn đó kỳ thi anh Bình. họa đấy. Vâng, Vâng. em cũng xin giới thiệu với anh Bình và tất cả quý vị khán giả rằng chú Bảo đàn rất hay. À. Vâng, nghĩa là khi mà đi thi đấu đó anh, chú Bảo thường hay mang đàn Mang đàn guitar đi. ra. Vâng, À. gầy. Anh Quân còn kể cho em mà, anh Quân Vâng. là xưa ở cùng phòng với chú Bảo được nghe chú Bảo chơi đàn, nghe chú Bảo Vâng. chơi đàn, Hay phê quá. luôn, Vâng. phê luôn. Thư giãn. Và chú cũng là một họa sĩ anh nhé, chú cũng Vâng. vẽ luôn, vẽ bán tranh luôn đấy anh. Thế à? Vâng, Hay là một quá. họa sĩ. À, anh bảo khi mà anh em mình đi ăn với nhau chẳng thấy anh kể gì về các sở thích của anh cả. Hóa ra là đều cùng cả cùng sở Vâng. thích, với tất cả đều đều trùng hợp.
Rồi, một nước đi không dễ dàng gì đối với Chu Tuấn Hải. Anh đầu tư rất nhiều thời gian, cuối cùng là lên sĩ các bạn. Dùng lên sĩ để tránh đối phương thọc xe bắt pháo liêu. Vâng, sau đó thì mới đi xe 1-3 Vâng, xe 1-3 phát ấy. triển xe theo lộ 3. Dạ. Muốn định hình trước. Hoặc là sau này cũng có thể di chuyển là pháo 9 thoái 1. Vâng. Đấy, sau đó là xe 1-4 đấu đi chẳng hạn. Vâng. và tuy nhiên như thế này thì có thể bên bên Nguyễn Minh Hưng sẽ tập trung quân để tấn công vào cánh cánh trái của Chu Tuấn Hải. Đâu, em đâu có khen, em chỉ nói sự thật thôi anh Liêm. Tại vì em cũng được chứng kiến rồi. Mỗi lần mà đi thi đấu ở Đà Nẵng là đều được chú mời đi đó, đi ăn cùng với cả anh em của chú. Và trong trong một cái đội, chú có một Vâng. cái đội là tất cả những người đấy đều đều có thể chơi đàn guitar và hát. Vâng, Và vật pháo sang rồi. Đúng như phân tích của tôi là bây giờ bên đỏ sẽ tập trung hết quân lực để tấn công vào cánh trái của bên đen đây. Sau khi bên đen xác định xong hướng phát triển thì bên đỏ cũng đồng thời là nương theo đó để quyết định sẽ phát triển theo hướng nào. vâng, cảm ơn bạn Ninh Ngô. Anh Bình khi nào tham mưu cho Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức giải cờ đôi cho hai vợ chồng kỳ thủ đi anh? Vâng. Nếu giải này có, chắc cặp anh Quân và Phi Liêm vô địch nhỉ? Cũng chưa chắc đâu bạn. Có Anh cặp vào Uông Dương Bắc với và cả vâng bạn Nga, anh Nga, Nga và Thu Nga. Thu Nga và Vâng. Ngô Thị là sao Thu Nga. Nhưng mà thế này này, mình và anh Quân ấy thì hai phong cách cờ khác nhau. Vâng. Nhiều khi anh Quân vẫn tấn công mà mình lại muốn Đúng bảo rồi. Cứ kéo một người đóng pháo vào, một người lại giật pháo ra đấy các bạn. cũng khổ lắm Vâng. đấy. Và đôi lúc là Cờ đôi là không phải làm lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. vâng. Ngày xưa là ở diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo cũng tổ chức một giải cờ đôi mà một cặp là tướng và úy đánh với nhau rất buồn cười các bạn. vâng. Không hiểu nhau gì cả. mình với anh Quân là chỉ là bù đắp hỗ trợ cho nhau được thôi. Bù đắp nghĩa là người có cái này người có cái kia khác À. nhau lắm. Đấy. À, bây giờ chúng ta cùng chờ xem là bên đỏ liệu có chơi tượng 3 tấn 5 hay không để tránh cho đối phương không Không tốt. tốt và nếu mà đi tượng là con xe của Hải cũng khó phát triển đúng không Vâng. anh? Đấy. Có thông tốt đầu thì cũng là xe 6 tấn 5 mất rồi. Xe 6 tấn 5 thì có nước xe 6 bình 8. Và chúng ta có thể thấy rằng trong ván này thì Minh Hưng cũng đang rất thận trọng. Đúng rồi, thường thì chồng thích cờ mà vợ thì không thích. Với lý do là chồng đi đánh đánh Cờ cờ mất thì thời gian. vâng. Ở nhà Có tôi khi thì đi về đi đến cả ngày không về ở anh. nhà tôi thì không hẳn là vợ không không thích, tức là vợ tôi thì vẫn ủng hộ là tôi tham gia. Thế nhưng mà nói chung là không quan tâm nhiều lắm. Như vậy là bên đỏ thúc tốt sang, chấp nhận để đối phương có sang tốt đây. Thúc tốt thì sẽ có nước mã 4 tiến 2 các bạn. Tranh tiên để đuổi pháo. Vâng, liệu bây giờ thì bên đen cũng có thể thúc tốt luôn được không anh? Thúc tốt thì À, vẫn cứ ăn bình thường à? Không ăn thì không ăn thì ăn ăn được. xe lên. Vâng, ăn xe lên là bắt đôi cây đấy. Đôi cây người ta nhảy xuống sang biên đấy. Thì chúng ta cùng xem đây, cái hình cờ khá phức tạp đây. Như vậy là Nguyễn Minh Hưng đã quyết định chấp nhận cho đối phương sang tốt trước này. Hai bên cùng sang tốt, Minh Hưng cũng sang tốt rồi. Tuy nhiên là cái nước đấm tốt 7, đấm tốt 3 của bên bên Chu Tuấn Hải là cũng tấn công vào mã ở lộ 7 đây. Vâng, Đạt Đạt Nguyễn cũng đang gợi ý là mỗi bản xanh tốt tốt 3 thôi là cũng đi tốt 3 lên. Không, bây giờ bên bên đỏ có lẽ là sẽ đi mã à Ở bây bên giờ bên xanh, bên bên đen. xanh, bên xanh đi. Vâng. Nếu như binh 3 tiến 1 thì sẽ mã 4 tiến 2 trước liệu. Vâng. Đang dọa ăn hơn cây mà. Thì bên đen phải xử lý xong đấy, lúc đấy thì mới gác lúc đấy mới ăn tốt lên và gác tượng. Vâng.
Vâng, như vậy là không thúc thứ ba mà ấn tượng lên. Vâng, có lẽ là Hải ngại, e ngại đó. E ngại Vâng. ngước mã 4 tiến 2. Vâng. Đấy, mã 4 tiến 2 thì nếu như lúc đấy pháo 9 thoái 1 thì nhảy thẳng mã 2 tiến 1. Đúng rồi. Đấy. Vâng, đang tấn công vào tượng này. Như vậy là ban đầu xuất quân thì hai bên rất là chậm rãi từ tốn, nhưng mà bây giờ thì tới chung cuộc thì hình cờ bắt đầu đối công kịch liệt rồi các bạn. Và bên đỏ đang chiếm ưu thế, đang tấn công vào tượng đây. Quân tượng này khó giữ rồi anh Bình nhỉ? Vâng. Bây giờ đi pháo 9 thoái 2 được không anh Bình? Pháo 9 thoái 2 Nếu chắc là nếu xe ăn tượng thì chạy pháo 9 bình 7. chắc là vẫn ăn thôi. Vâng. Pháo 9 bình 7 rồi chạy Hoặc xe là đi. tiến xe ở phần con xe, vấn đề là con xe 3 kìa. Suýt nữa là em tưởng xe ở ngoài 4 thì bảo tiến xe bắt mã. Bây giờ mà đấm tốt 3 thì lại bị muộn. Đúng không? Ăn tốt 3 Đấm tốt 3 bây giờ cứ ăn tượng. Đấy, cứ ăn ăn tượng tượng là ăn bắt tốt xuống mã là người ta 2. ăn mã lại đang bắt pháo. Vâng. Ở bên đỏ sẽ nhanh hơn một nước. Bây giờ nếu binh 3 tiến 1 thì chém tượng đang bắt mã. Chém tốt xuống đang bắt mã thì người ta chém sang mã lại đang bắt pháo. Vâng. Chu Tuấn Hải đã bắt đầu khó khăn từ lúc quyết định có lên sĩ hay không. Và sau khi lên sĩ thì Minh Hưng lập tức là tổ chức tấn công tổng lực vào cánh trái của bên đỏ. Vâng. Chào bạn gió 19 nhá. Chào mừng bạn đến kênh. Vũ Bão ở Lao Mã. Long Vũ thì đang có gợi ý là nên thoái pháo 9 được không, bình luận viên. À, Ra pháo thắng 9 thì người là ta đi vẫn pháo ăn 9 thôi thoái ạ. 2 đấy. Vâng. Người ta vẫn ăn tượng thôi, bạn có bình Vâng. vào bắt thì người ta chạy xe đi và khi đấy thì bạn có ăn tượng thì lạc con pháo trong đó không đánh gì cả. Vâng. Nhưng thực chất là quân tượng này cũng không giữ được rồi. À. Giờ vấn đề bây giờ của Hải đó là chính con xe đen đấy. Có cách nào để vỡ tượng nhưng mà xe sẽ ra được nhanh hơn không? Bạn gió 19, một gió 19, hỏi đỏ bắt tượng thì đen pháo 2 tiến 1 được không? Pháo Tiến 2. thì tiến được, nhưng tiến để làm gì bạn? Pháo 2 tiến 1 ý bạn là pháo 4 mình đáng thì ăn xe rồi. Nhưng mà vấn đề là bên đó có nhiều lựa chọn mà. Pháo 2 tiến 1 là xe có thể chạy đi bất kỳ đâu rồi. Còn ăn Vâng, mã luôn cũng được luôn. như vậy là Hải vẫn ăn tốt, vẫn lao tốt sang và chơi mã 2 tiến 4, rất hợp lý ạ. Đây là một nước ứng phó gần như là duy nhất rồi các bạn. Chú bảo ôi, chồng thích uống rượu đi chơi, vợ thì chẳng thích vì hơi ít tiền. Vợ thì nói chuyện liên thiên, chồng thì không thích vì điên cái đầu. À, thơ hay quá. Đấy, chú bảo đang nói hộ nỗi lòng của tâm tư có biết bao phụ nữ đấy chú. À, hay là tâm tư của anh Quân đây, vì điên cái đầu về Phi Liêm nhiều quá. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Đăng Trung. Chào mừng bạn đến kênh. Vâng, Đăng Trung thì đang khen Minh Hưng hay quá. Hải cũng hay mà. Hải là lao mã sang cũng rất hợp lý đây. Bây giờ là nước đang ép đổi đây. Bên đỏ bình xe bắt mã. Nếu mã 4 tiến 2 thì ăn đi. Đơn giản hóa và đang ưu thế về hình cờ và hơn một tượng. Vâng, cảm ơn Dương Phạm nhé. Rõ ràng con mã 9 thì đang yếu đúng không ạ? Bây giờ Vâng. mà chạy đi mã 4 tiến 2 thì Minh Hưng Tốt lại... quá. Vâng, tốt Đó, đổi quá. luôn. Mã yếu đổi lấy mã khỏe là nhất rồi. Tuy nhiên bây giờ con mã cũng không có đường chạy ấy, anh Bình. Vâng. Không mã 4 tiến 2 thì đi đâu? Mã 4 tiến 2 hay mã 4 tiến 3 thì đều vào vào chân mã 9 rồi. Đấy, bây giờ nếu để lún cờ thì người ta sẽ có nước tiếp theo của bên đỏ thì sẽ là mã Vâng. 4 tiến 3 các bạn. Xin chào bạn Tuấn Tạ Tiến, lên xe giữ được không vậy? Vâng, vậy là Hải cũng Lên đi xe lên xe giữ thì giữ là rồi. đương nhiên rồi. Lại Bây giờ thêm xe nước 4 rồi. xe 3 bình 2. Nhưng mà bên đỏ sẽ tiếp tục là mã 4 mã 3 tiến 2 à mã 3 tiến 4. À, chuyển sang bắt đôi, rất hay. Không, nhưng bây giờ vật sang này anh này, vật sang biên. Vật sang. Vật sang biên cũng nguy hiểm lắm. Vật Bây giờ vỡ sang. tượng rồi, xe pháo. Nước sau đâm chiếu. Sau đâm chiếu là phải về pháo.
Chỗ này thì bên đỏ có mã giữ sĩ rồi tượng giữ mã rất là chắc chắn. Vâng. Tuy À, nhiên là bên bên đen cũng có cơ đen hội phản đang công này. rình rập là vật Vâng. pháo lên biên đấy. Bây giờ mã ăn tốt được không anh? Thì quân tốt đứng ở vị trí đó là con chín, mã 9 cũng không đi được. Vâng. Ăn mã ăn... Vâng, lên sĩ bắt trước. Vậy là lên sĩ bắt trước thì xe 6 bình 7 hoặc bình 8 sau này đâm chiếu rồi chạy pháo 9 tiến 4 là cũng mệt đấy. Nè. À, đối công kịch liệt các bạn. Xin chào bạn Cao Thành nhé, chào mừng bạn đến kênh. Xin chào bạn Định Tuyến à. Vâng, chắc là mình chỉ dịch được đến thế thôi, nếu mình có đọc sai thì mong bạn thông cảm nhé. À, đúng ra là dinh tuyên đấy, còn định tuyến, đình tuyển rồi rất là nhiều tên ạ. Đỏ lên sĩ hơi lỗi à? Không lên sĩ thì đâu, lên sĩ thì cũng vẫn phải ăn mã lên tốt. Vâng, đây Đen này. vật pháo lên à? Đối công hay nhỉ? Vật pháo lên nhảy mã. Đâm xe chiếu về sĩ và đâm pháo nữa khi thượng tướng. Vâng. Ủa, thượng tướng cũng nguy lắm, cũng Vâng. mệt. Chiếu cho lên tầng, xong rồi con mã 7 tiến 8. Vâng. Vâng. À, thế đối công rất là hay. À, vừa rồi thì không biết là bên Minh Hưng có cái chỗ nào đi hơi thất thố hay không đây. Vừa rồi Chu Tuấn Hải đã tháo cờ rất hay. Là bây giờ đang tạo cái thế đối công. À, đang bắt sĩ. Bây giờ nếu lên sĩ thì mới vật pháo lên để dọa pháo đáy. Như vậy. Vâng. Rất ghê gớm. Bỏ đi. Còn chấp nhận bỏ sĩ để coi chừng mới mất cả mã biên. Bỏ gì đâu? Bỏ thì bây giờ em đang tính là đi mã được không? Đi đi, đi mã 7. Mã Nhưng là mà con mã thực ra là có pháo có biên giữ rồi. mã 7 thoái. Rằng có thể bỏ sĩ với điều kiện là đối phương chỉ có xe pháo thôi. Còn nếu con mã ở lộ 7 mà lên được ấy, thì sẽ bỏ sĩ chứ thật thành nguy hiểm các bạn. Nên bây giờ nếu như bỏ sĩ thì phải làm sao để khống chế được con mã này. Giật xe ra 6 thoái 1 được không anh Bình? Giật xe để nhường đường cho Con xe mã người ta đi. mã 7 tiến 8. Mã 7 tiến 8 thì chạy ra 3. Thế ba người ta cứ chém sĩ đi xong người ta mã 8 tiến 6. Mã 8 tiến 6 thì... Mã 8 tiến 6 là đang À, đe dọa mã 6 tiến 4 đúng không đúng rồi. anh? Thúc tôm 5 lên. Tạp lắm đấy. Vâng. Chỗ này để con mã Nhưng ra mà mất sĩ này là lằng nhằng. mà để con xe đứng ở cái hàng đấy nó không không di chuyển Đúng được. rồi. Không sang 3, Có không cảm sang giác 2, cũng là không sang 4 cũng được. khó khăn đấy. Đó. Bây giờ nhảy mã ngũ được không? Nhảy mã ngũ ạ. À? Nhảy mã ngũ cứ ăn ăn chiếu rồi nhảy mã 7 tiến 6. Nhảy mã kia. Vâng, Hải đang thực hiện từ chiếu chiếu để lấy giờ nhưng mà đâu có đâu. Càng chiếu càng mất Quên. giờ. Có nhiều khi quên anh nhờ theo theo cái phản xạ quen tay đó. Vâng, nhóm ôn hóa thì đang bảo là khéo lại thua. Thua lại ý là bên đỏ đấy à. Bên đỏ Giờ không mã cẩn thận là 7 bị thua. tiến 6 lên mã. Mã 6 tiến 8. Mã 6 tiến 8 thì sao? Ý anh là mã đen đấy sẽ à, Đấy, bây mã giờ đi đen. à? Bây giờ đi mã 6 tiến 8 ấy. Đâu có. Tiến 8 đang dọa nhảy chiếu. Vâng, chiếu thì xuất thôi, tướng thôi anh. Vén con tượng lên cản chạy pháo qua. À, nhưng mà con mã thì phải gần con tướng hơn tí rồi. Bây giờ nhảy mã 7 tiến 6 lên được không ạ? Đấu đi. Mã 7 tiến 6. Không, cờ này đến đen đi mà. À vâng, đấy, đến đen. Chu Là Tuấn đen Hải đi. đi này, chúng ta xem là có thể mã 6 tiến 8 hay không nhá. Em đang ngại đấy, thì con xe cứ đứng ở hàng nó không chuyển sang được, không chuyển 4 chuyển 3 để đỡ được.
thậm chí là vật pháo lên được không? Vật pháo à? Người ta La Mã bắt pháo, mình giật pháo bắt xe. Pháo để dưới hay hơn nhỉ? Đạt Nguyễn thì đang gợi ý là đi pháo 9 mình 8, pháo 9 mình 8 để Đang dọa tiến bắt xe bắt mã. và đồng thời là có thể sau này kết hợp với cả xe pháo mã à? Thế thì nếu mà là pháo 9 mình 8 thì nó có giống với các nước pháo 9 tiến 4 không Đạt Nguyễn, Vâng. hay là muốn là pháo 9 mình 8 là để không có nước mã 8 vừa là giữ cái nước mã 8 tiến 7 bắt pháo? Pháo 9 mình 8 thì vẫn giữ cái đường pháo ngang ở ngang chân sĩ, còn vật lên thế này thì nó sẽ đánh trực diện vào việc là phối hợp xe pháo mã lệch. Vâng, vậy là Hải đã quyết định là đi vào 9 đến 4 rồi. Bây giờ đi mã 8 đến 7 được không? Đấy, 8 tiến 7 chắc là phải pháo 2 bình 3 thì người Pháo ta 2 bẻ bình sĩ 3 là ăn thua, là ăn mà có khi là sĩ. thua trước ấy nhỉ. Vâng, cái nước con pháo 9 vừa rồi ấy, để đấy cũng cũng hay thôi anh. Rồi, pháo Cũng 9 cũng đấy là thì không cho phòng con mã thủ. nhảy Vâng. xuống được, lộ Chỉ là 7. cứ cứ đi như anh Bình là đi mã 6 tiến 8 trước. Để cho con mã gần với cung tướng trước đã. Đằng Vâng, cái nào pháo. thì cũng phải đưa xuống sát với Vâng. tướng mà. Pháo 9 để thủ đúng không? Và vật pháo lên thì bây giờ người ta sẽ có nước mã 8 tiến 7. Hoặc cũng có thể là Hải đang nghĩ thế này này, đang đang bị kém nhiều thời gian quá. Vâng. Nên gấp gáp, giờ phải tấn công khẩn trương thôi, Bây mới có giờ có 2 mã thua. 6 tiến 7 là khi phế luôn đấy các bạn. Mã 8 đến 7 Phế phế pháo luôn đấy. phế Sẽ luôn. chơi mã 6 tiến 8 đấy. Và chiếu chiếu bắt buộc phải xuất ra đúng không? Vâng. Để xuất ra thì giật chiếu. Xuất ra không chìm pháo xuống ấy. Và Pháo 9 tiến 2. Bây giờ có thể là đi mã 6 tiến 8, mã 6 tiến 7. Đều để phối hợp với pháo, xe pháo. Nếu như cần. Tuy nhiên hãy cùng chờ xem là bên đỏ đi đâu đã. Đấy, bên đỏ có đi mã 8 tiến 7 hay không? dạ vâng chú bảo. Vâng, Hải đang kém rất nhiều thời gian. Một bên còn 10 phút, bên còn 3 phút. Thế nên là như anh Bình phân tích ạ, khả năng là bảo sẽ bạn Hải Đấy. sẽ bỏ pháo và đánh xe pháo mã. Nhưng mà bên bên đỏ cũng không bắt pháo. Bên đỏ nhìn thấy cái sự phối hợp xe pháo mã cũng rất nguy hiểm các bạn. Lại có thêm mặt tướng nữa. Vâng. À, Chạy chúng ta về. đừng quên là có mặt tướng là con xe cực mạnh nhé. Bây giờ vẫn mã 6 tiến 8 được anh, xong rồi Vâng. nhảy nhảy mã 8 tiến 6. Đúng rồi. Vâng. Đấy, mã 6 tiến 8. Mã Xuất tướng 8 được không? tiến 6. Xuất tướng lại đi pháo 9 tiến 2, Bây giờ xuất đau tướng là đầu. đi pháo 9 tiến 2 trước, không lên được sĩ. Đau đầu lắm. Vâng, nhảy mã lên rồi, nhảy mã lên tránh. À, nước chiếu này để làm gì? Hải Trời Hải đây ơi. Hải, Hải chắc Hải đấy thì nó là quen tay đấy. Quen tay thì Thôi lại phải chiếu. chiếu cho nổi tướng lên rồi xong. Đi Vâng, tốt à, tốt. đang đang định thí tốt đầu đấy các bạn. Thí tốt đầu chọc chiếu rồi nhảy chiếu ấy, tóm luôn xe đấy. Đang âm mưu thí tốt đầu nhá. Chạy sang bắt mã trước. À. Chiếu phát đi. Vâng, không cộng giờ rồi thì Hải hơi khó mà. À, bây giờ người ta giật pháo bắt xe ra. Lại Ấy, lại phải tiến chiếu, chiếu. lại chiếu. Chào bệnh nghề nghiệp. À, giật pháo bắt xe có nước Vâng. thí tốt luôn. Giật pháo bắt xe là có nước thí tốt 5 đi Vâng, vâng. ạ. Đấy, có nước thí tốt 5 là đúng ý luôn đấy. Vâng. Đang chờ giật pháo bắt xe đấy. Ừ. Đang lừa lọc đấy các bạn. Không, mình nói nhỏ thôi. Hơi nói nhỏ. Nói nhỏ. Đỏ hay quá à. Vâng, Đỏ hay nhưng đen cũng hay mà. Minh Hưng đang được gồng mình đỡ. Minh Hưng mà đỡ xong chỗ này là thành công luôn. Đó. Thì mọi người có thể nhìn thấy là thời gian của Hải chỉ còn có hơn 2 phút thôi. Cái lo ngại nhất tôi nghĩ chính là thời gian này này. Bây giờ bên đen đang muốn tốt 5 tiến 1. Nếu ăn tốt thì sẽ chọc xe chiếu hai cái và nhảy mã chiếu. Bắt xe ngay. Vâng. Hành to thế, hành ngoài quá to quá. Đang rẽ tướng ra trước rồi, tránh nước chiếu Vậy đi mã. đi vào 9 đến 2 Vào sao? thoái hai đang dọa tấn công xe. Vâng,
ý đồ vẫn có thể sẽ là tốt 5 tiến 1 nha các bạn nhé. Phế tốt để chuẩn bị tí nữa là đè pháo sang mã chiếu ạ. Cứ nhảy mã bắt pháo thôi anh. Nhảy mã bắt pháo thôi. Mã bắt pháo tốt 5 tiến 1. Tốt 5 tiến 1. Tốt 5 tiến 1 mã chiếu, tại vì xuất tướng ra rồi mình đâu có sợ đâu. Người ta vẫn tốt 5 tiến 1 đấy gì không? Tốt 5 tiến 1. À, người ta sẽ bắt xe một nhịp đã, xong người ta mới tốt 5 tiến 1. Người ta sẽ bắt nhanh xe một nhịp cho xe chạy sang bên kia, xong người ta mới tốt 5 tiến 1. Bây giờ vẫn tốt 5 được không? Đuổi xe trước đi. Đuổi xe người ta đấu xe. À, bị nước đấu xe. Vâng, người Hải đang muốn là đơn giản rồi. À. Nhưng mà đơn giản thế thì thời gian thế nào nhỉ? À. Nhưng hiện tại thì có hai con tốt cũng. Và nước sau sẽ là mã thoái 6 à? Mã thoái 6 bắt tốt. Vâng. Cái bất lợi của Chu Tấn Hải hiện nay chính là thời gian các bạn. Vâng. Kể cả đổi xong cờ cân thế này thì Hải lại kém. Khó đi về kém rất nhiều thời gian. Vâng. À, bây giờ là lúc mà kỹ năng chơi cờ chớp của Chu Tuấn Hải sẽ phải phát huy đây. Dạ vâng anh Liêm, đúng là Hải đang có nguy cơ thua về thời gian. À, tuy nhiên là chúng ta cùng chờ xem, nếu mà để chơi cờ chớp thì Hải cũng rất là mạnh. Ở mã 6 thoái 7 rồi, đang bắt pháo và bắt tốt. Tại sao không chạy pháo 2 bình 5 nhỉ? Chạy pháo 2 bình 5 thì mới bắt lại được tốt đầu chứ anh nhỉ? À. Giờ lại mã 5 thoái 7 đi. Xong rồi phải đưa tốt 5 lên. Phải đi nhanh thôi, cứ đi cứ thúc tốt hoặc là thúc tốt sàng luôn cũng được. À, bây giờ phải đi thật nhanh chứ bây giờ còn nghĩ thì càng kém giờ nhiều các bạn. Nào, lao mã để cấm tốt. Cấm tốt đầu lên ấy. Như vậy là bên đỏ Nguyễn Minh Hưng đang hơn một tốt. Pháo mã 2 tốt, gãy sĩ tượng, đánh với pháo mã 1 tốt và gãy tượng. Vâng, hình như là bên Hải đã đề nghị đếm nước hòa. Vâng. Vâng. Em thấy trọng tài đang ra rồi. À, chúng ta cùng chờ xem là liệu Hải có đỡ được ván cờ này không. Đây là ván cờ mà Hải đang nhìn về binh chủng là đang kém đấy. Rằng một nước đuổi để thăm dò xem đối phương đi tốt 5 tiến 1 hay lại thoái mã về. Như vậy là quyết định tốt 5 tiến 1 rồi. Rằng sau nước này thì Hải phải bảo vệ sĩ rồi. Đấy, bây giờ con mã có thể qua sông rồi này. À, con tốt có thể qua sông rồi. Vâng, mã 6 tiến 4 với mục đích là bắt tốt biên, đúng không anh? Vâng. Bây giờ chuẩn bị mã 4 tiến 3 và xong đó sẽ giật pháo đáy. Vâng. Tốt 5 thì không giữ được rồi, bây giờ thì ăn bớt con tốt biên đi. À, mã tiến 3 là để khóa tướng á. Mã tiến 3 khóa tướng và sau đó sẽ giật pháo xuống đáy để dọa quấy rối. Không, ít nhất là quấy rối đội hình của bên đỏ. Em nghĩ là cứ phải triệt tiêu với con tốt biên đã. Đấy, mình không cẩn thận giữ rồi. Ăn được không? Vẫn giật pháo về. Vâng, đang đe dọa. À, tốt đấy thì trong mồm rồi, chưa vội ăn. Giờ chạy chiếu ăn tượng. À, rất hay đấy nhá. Ăn tốt hay ăn tượng? Ăn tốt hay ăn tượng? Ăn tốt. Hồi hộp quá mọi người ạ. Còn một bên còn 5 phút, gần 5 phút và một bên còn có 1 phút thôi. Thật sự đáng ngại cho Chu Tấn Hải với việc kém quá nhiều thời gian các bạn. Vâng, chú bảo. Phải cầu cứu Liên Hợp Quốc can thiệp vấn đề hòa bình rồi. Vậy là lúc này Minh Hưng đã mất hết tượng sĩ rồi.
Cũng cần có một mối lo đúng không ạ? Khi mà pháo của Hải đã thoái về đáy và cũng có sự kết hợp của các quân nữa. À, chạy lên tượng. Chú bảo ăn nhanh như trộm. Cửa này hòa được á anh mình. Vâng. Nhìn mất mất hết sĩ tượng rồi này. Pháo đại dưới hòa được luôn. Nhưng vấn đề là có đủ thời gian không? Có đủ thời gian để đếm nước hay không Đúng thôi. rồi. Thời gian vẫn là cái đáng lo ngại nhất. Ừ, bắt rồi. Thôi không nghĩ ở đâu 1 giây, bây giờ 1 giây phải đi được Thôi mấy chém nước. tượng luôn. Có sắp về tượng à? Về tượng chém tượng cho đếm lại. Ừ. Vâng, đúng rồi, Minh Hưng rồi. Chém tượng đang bắt sĩ còn tốt Chuẩn đúng ở không? đấy cũng Ví dụ như cũng còn nguy mấy hiểm chục nước nữa lại chém tiếp nhưng quân sĩ nữa. Nên thế. Nhà Minh Hưng là vẫn chưa có kinh nghiệm đánh mà tích lũy rồi. Đánh không, không tích lũy. chỗ này là Minh Hưng có thể ép giờ đấy. Vâng. Lằng nhằng quá. Vâng. Xuất tướng Lằng rồi, nhằng xuất bốn. chứ, tôi không có sĩ tượng mà cứ bị chiếu chiếu vài nước chiếu đi. Bây giờ là Hải cứ phải cứ chiếu đi em. À, phải đề phòng củi lửa ra tướng luôn. Khó thắng nhỉ? Khó, khó thắng. Nếu không tính giờ thì khó thắng. 39 giây thì vẫn đủ nếu như không ăn quân nào là được. Và bây giờ thế này này, bây giờ Minh Hưng chạy bình 5 bình 6. Xong lúc sau chém vào con sĩ. Nếm Sợ đếm lại từ đầu. lại xong chưa chắc đã thắng được mà có khi còn thua Không nhưng mà vì còn nhiều mà anh, còn tức tận là ép hơn 2 giờ đúng phút. không, Vâng ép vâng giờ vâng. nói nhỏ là Phi Liêm đang bày trò ép giờ đối với bên đỏ các bạn. Chạy ra. Không có sĩ tượng khó phết. Dạ vâng, nếu mà ván cờ này mà Hải để thua thì đúng là chắc có trong lòng sẽ có một nỗi niềm khó tả. Anh Phan cũng Hay là bảo sao? là phải cầu cứu Liên Hợp Quốc về can thiệp về vấn đề hòa bình. Bởi vì cờ này mà lại thua giờ, thua vì giờ thì tức thật đi chứ. Đang có nước này, đang có nước Đang chạy dọa chiều. vụ pháo chiếu. Và bây giờ về sĩ cũng được. À, vào Chạy vào tướng. luôn à? Vào tướng để nhờ. Nếu ăn sĩ thì sao? Đó, À không được. vẫn dọa vụ pháo chiếu. Vâng. Không đâu, ăn sĩ bây giờ là thua ấy nhá. Đấy, tí nữa thông tin này. Vâng. Em đâu Em đọc cho anh ra bên kia. Âm thanh như trộm. Chỗ này nói nhỏ không sợ lộ mất. Vẫn còn các bạn hỏi giải chính quy mà không tích lũy. Đây không phải một giải chính quy, đây là một game show truyền hình các bạn. Còn một giải chính quy thì sẽ khác. Đây là một game show. Còn tí nữa nếu như mà đánh chuyển sang cờ chớp ấy, nếu như hòa ấy, đánh cờ chớp ấy, thì sẽ có tích lũy. Thế còn đây là giải mà sẽ phải khống chế thời gian. Chứ nếu như mà cờ nhanh thì xong rồi có tích lũy theo từng nước đi thì ván cờ nó có thể kéo dài đến vài tiếng đồng hồ. Rất nhiều người sẽ phải chờ đợi và đặc biệt là khi mà phát sóng trên truyền hình thì sẽ không được các bạn. Nó chỉ giới hạn trong một cái khung khung giờ nào đó thôi. Để các bạn hiểu cho nhé. Điều này thì chúng tôi đã giải thích rất là nhiều rồi mà vẫn có những cái bạn thắc mắc về việc là tích lũy hay không tích lũy. Đây là cuộc chơi và tất cả cùng chấp nhận rồi. À, khi mà các kỳ thủ tham dự thì đều biết là luật nó như vậy nên phải điều tiết thời gian thôi, họ sẽ phải phân phối. Còn ai thua, lỡ thua vì giờ thì phải tự trách mình vì đã không điều tiết được tốt thời gian. Đúng không ạ? Vâng, vậy là sau gần 1 phút suy nghĩ thì Hưng đã quyết định là pháo 6 bình 5 rồi Vâng, và đổi quân. có một sự đổi quân. Hải cuống giờ ấy các bạn. Vâng, vậy là hai bên đã đồng ý Đồng ý hòa rồi. hòa. Vâng, là Minh Hưng cũng rất fair play đúng không ạ? Fair play. Bởi vì dù sao họ cũng là đồng đội ở trong câu lạc bộ Sunshine các bạn.